ghép vần thế nào nhỉ? Biết đọc chữ cái này ra sao? Bố bạn nhỏ hết sức đáng yêu, lại còn giỏi giang, có thể giải đáp mọi điều cho các em đấy nhé. Hãy làm quen với heo Alpha, với quyền năng chữ cái. Red thi diệu, quyền năng từ vựng. Công chúa Preto, với quyền năng đánh vần. Và White siêu đẳng, với quyền năng đọc. Hãy cùng các bạn nhỏ biến hình để chu du trong thế giới kiến thức. Và đừng quên đón xem bộ phim Những người bạn thông thái trong chuyên mục phim bộ thuộc dịch vụ thiếu nhi của MyTV.